Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị hai cái bộ tranh chữ Phúc Lộc Thọ. Bộ ở dưới là bộ gỗ hương đỏ đã được thiếp vàng, đường cái cạnh của nó là 45 cm, còn cái bộ ở trên là gỗ hương đá, cạnh là 40 cm. Thì sau đây chúng tôi sẽ lấy thước chúng tôi đo lại để cho quý vị dễ tưởng tượng và dễ lựa cái chỗ treo. Đây, cạnh của nó đây ạ, cạnh của nó là 40, đúng không ạ? Cạnh 40 thì chúng tôi khi mà vanh viền các thứ đây, nó còn gần 40 thôi, 39 rưỡi. Đấy, thế còn cái góc chéo này nó sẽ là 54 rưỡi, hơn 54. Đấy, thì khi mà quý vị treo thì quý vị tính cái chỗ treo nhà mình, đúng không ạ? 53 15 14 3 12, nên là 16 16 2 chẳng hạn. Thế thì chắc cái chỗ treo được khoảng 1m8 trở lên, 1m8 đến 2m là vừa, đúng không ạ? Ví dụ như cái khung tấm ván của chúng tôi đây là 2m4, thì nó lọt ở trong tầm 1m8. Thế còn cái bộ mà vuông 45, đây chúng tôi sẽ đo lại cái cạnh. Cạnh này là 45 đấy. Cạnh 45. Cạnh 45 thì góc của nó sẽ là 60 rưỡi. Đấy. Nó đủ nhọn là 61, đúng không ạ? Nhưng cái đây là mình hơi vanh viền thì cái này thì nó là 60. 60. Đấy. Cái kia thì là 54, cái này là 60. Thì ví dụ chỗ treo nhà quý vị nào rộng thì chơi cái loại to, còn cái loại hẹp thì chơi thì mình dùng cái nhỏ. Thế cái hương đỏ này thì độ dày chúng tôi làm cái này là 2/8 quý vị ạ, còn đậu 2/8 quý vị nhé, cái này còn đậu 2/8 bằng gỗ hương đỏ. Thì cái chữ này, chữ này của chúng tôi là đậu 3/3, gỗ là xẻ 3/5, nhưng mà khi làm thì nó còn đậu lại là 3/3. Cái kia là 3 phân thì đậu lại còn 2/8. Đấy, cũng phải nói cụ thể như vậy, bởi vì nhiều khách hàng khi mà chúng tôi nói là 3 phân mà còn 2/8 là các bác trừ tiền là một tôi chết, đúng không ạ? Sợ nhất cái khâu trừ tiền. Thì thôi, cứ đo thực tế đây. Là cái này 3/3. Rất nặng quý vị nhá. Rất nặng. Tôi sẽ quay cả trước cả sau, quý vị cùng xem đây, đằng sau đây. Và cân thử luôn. Một tấm và nhân 3 thì tương đối chuẩn. Nặng tương đối như nhau. 4 cân. 43, 12. 4 cân quý vị ạ. Một cái tấm này 4 cân. Tương đối nặng. Tấm này 4 cân. Còn cái tấm hương đỏ này thì nó rẻ, nó nhẹ hơn. Chắc là nhẹ hơn. Đấy. Tấm hương đỏ là 3 cân, nó nhẹ hơn hẳn 1 cân luôn. To hơn nhưng mà nhẹ hơn, quý vị thấy không ạ? To hơn nhưng mà nhẹ hơn. Đấy. To hơn nhưng mà nhẹ hơn. Cái bộ này của chúng tôi bán thì nó rơi vào là đợt trước thì gỗ nó rẻ hơn. Bây giờ thì gỗ nó đang lên, gỗ nó rất là cao và công thợ cũng rất là cao, nên là chúng tôi bán cái bộ hương đỏ này là như này là 2,4 triệu. 2,4 triệu bộ hương đỏ. Thế còn bộ hương đá này mà cả dát vàng nữa, thì chúng tôi xem nào. Hôm trước chúng tôi đã báo là 2,7 triệu đấy. Cả dát vàng là 2,7 triệu. Còn PU không như này thôi thì chúng tôi bán vào 2,5 triệu, đúng không ạ? Vậy là 50k tiền dát vàng một tấm này thôi, nó không hết nhiều tiền dát vàng. Thì là 2,5 triệu.
Còn dát vàng thì là 2,7 triệu. Quý vị nhớ liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo 0975 940 966. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.